Lưu ý quan trọng nhất khi lắp đường ống hút của bơm bánh răng. Trên hình các bạn nhìn thấy là cái bơm bánh răng này hút ở bên này, xả ở bên này. Đây tôi sẽ nói về chỉ hút thôi nhá. Cái lưu ý quan trọng nhất là chúng ta lắp đường ống hút với ít góc cua nhất có thể. Tôi có trình diễn một bản vẽ ra đây. Đây là đang nhiều góc cua. Các bạn nhìn đây, bẻ đây, bơm đây. Nhưng mà phải lắp hình chữ U này nhiều góc cua. 1, 2, 3, 4 góc cua. Thậm chí một số cái hàng là lắp tới 5 góc cua hoặc 6 góc cua. Cách lắp như thế này là sai. Bởi vì cái chất lỏng đi qua các góc cua này nó sẽ gây tổn hao rất là nhiều. Và nó sẽ mất rất nhiều thời gian để nó sang được bơm. Nó làm giảm lưu lượng đầu vào của bơm. Khi giảm lưu lượng đầu vào của bơm thì nó dẫn đến là thiếu áp đầu ra. Và nó không còn chất lỏng để nó bôi trơn bánh răng, bôi trơn bảng, bôi trơn vòng bi của bơm bánh răng. Dẫn đến là nhanh mài mòn bơm bánh răng. Cách lắp nhiều đầu cua là sai. Đây là cách lắp ít góc cua, nó phải như này. Đây là bể và đây là bơm. Từ bể ra bơm chỉ có 2 góc cua thôi. Đấy, cách lắp này nó tăng cái lưu lượng đầu vào, làm cho cái bơm hoạt động ổn định, có dư áp đầu ra và có cái chất lỏng ở bên trong bộ bơm để bôi trơn và làm mát cho các chi tiết của bơm như là bánh răng, bảng, ống bi. Hết nữa. Đấy là cách lắp ít đường cua này, chuẩn luôn. Cái lưu ý thứ hai đó là chúng ta lắp đường ống hút phải gần với cả bể. Có thể đặt bơm vào gần bể, nếu chúng ta đặt xa là sai. Đặt xa như hình tôi vẽ đây là sai. Bơm vào một góc này, bể góc này nhưng bơm vào tít góc này. Ví dụ đây là cái bơm đây nhưng mà bể ở tít ở kia. Cách lắp như thế này thì nó gây tổn hao rất nhiều, bởi vì mất rất nhiều thời gian chất lỏng đi từ bể đến bơm. Như vậy là nó sẽ thiếu cái lưu lượng đầu vào và thiếu lưu lượng đầu ra và giảm áp đầu ra của bơm. Và nó gây mài mòn các cái chi tiết của bơm, thì nó không có chất lỏng để nó bôi trơn làm mát. Cách lắp xa như này là sai. Chúng ta cần phải lắp đúng như thế này này. Đây là lắp đúng bể đây, bơm đây, nó gần thôi. Như vậy là cái lưu lượng nó vào nó rất là nhanh, nó làm cho cái bơm của chúng ta hoạt động rất là ổn định, nó bôi trơn mà làm mát tốt, nó không dẫn đến là chạy khô và không dẫn đến quá tải cho bơm. Hãy lắp gần thôi nhá. Và cái lưu ý cuối cùng đó là lắp đường ống hút của bơm phải to bằng hoặc là lớn hơn cái ống của bơm một cấp. Đây là cái hình mà tôi vẽ là lắp đường hút nhỏ. Đây là miệng bơm, miệng bồn to như này, miệng bơm to như thế này. Nhưng mà cái đoạn ống ở đây là bé tí này. Cách lắp ống bé như thế này nó làm giảm cái lưu lượng của bơm rất là nhiều, gây tổn hao rất nhiều, tiết diện đầu nhỏ. Nó cái lượng nó đi qua rất là ít, nó giống như chúng ta đi vào đường ngõ. Nó sẽ đi được chậm, phải đi chậm và đi được ít người. Nên cách lắp đường ống bé này là sai. Lắp đúng nó phải như thế này. Lắp đường ống hút to ra, co bằng hoặc là lớn hơn ống hút của bơm một cấp. Đây là tôi đang vẽ là to lớn hơn cái đường ống bơm một cấp. Chỗ này miệng ống của bơm nó là 48. Tôi cho lắp đường ống dẫn vào bơm nó là ống 60. Và chỗ này tôi làm có một cái côn. Đấy, chúng ta phải lắp đường ống hút to như thế này, làm tăng lưu lượng đầu vào cho bơm và nâng cao tuổi thọ của bơm. Cách lắp như thế này không bị mất tiền, chỉ có được tiền thôi.